Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trả lời khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan u ám mà Mỹ, Hồ Dương Minh, Cô Giữ. Mà trở lại mình cái nhà vị trí ở Hà Tiên ông bà bác ha. Hình như ở đây xưa là một cái quán nhậu hay là quán cà phê gì đó, mấy cái bán gì để bỏ rất là năm một không đây luôn. Bác của mình sẽ qua đó nè. Chứ mà ông bà sẽ vào đây khám phá lại lúc trước năm giờ lên mà đi khám. Có một tiếng động gì đó lạ lắm. Mà ông bà trả lời vào đây hết rồi. Không phải hiện tượng lạ đó là cái tiếng động gì. Nhưng mà mình tìm không thấy ra thì chắc là mình sẽ đặt nó bằng thức. Để chúng thường thì dòng nó sẽ là dùng để mình coi ra. Cái dòng hồn gì đây nó ngon nha. Rồi, thì đó thế nào mình gửi nha. Hòn cầu Việt Nam còn dơ lắm. Còn nó còn nhiều cái này tôi nói bỏ đây mà cây kẹo còn cũng còn nói nữa cái chắc nếu mà ai mà mua còn ở được rồi thì anh ký này nữa không nói được. Còn cậu có chỗ mình đi qua thành dính vào rồi những hư dính liền hư ra phòng. Mưa nó không có dột mà nó khô luôn, có vị trí miếng sói nó gãy, miếng sói nó gãy thôi.
cặp sát đường, đường đi núi đi đi mỗi ngày phải có đang kệ gì nước uống rồi chơi đi. Bên này có hai phòng mới vừa đó nha. Anh em ổn. Thấy gì cao này nhé. Dông dân ba chứ mấy cái trái này cái gì như cái hạt trẻ vậy hả hạt trẻ hỏi cái gì qua mấy mình kìa. Cái nhà này lạ lắm, nó có ngăn có ngăn ngày xưa nó quán rượu quán hơi nữa chơi rượu này. Điện dòng nó không có người ta thích cái này giờ không trong ồ ám mà thấy cái gì có cái bóng gì ai đó ai to nó còn nguyên cây kẹo còn cái chắc như ngư không nhận mà đi dòng ra ngoài không có mà nếu mình đi sao bớt gì đi chị có người gì trời ngồi đâu chị chết chết à đó kìa bắt à hậu mày có quỷ không quỷ đang có kẹt là xung quanh nó không ai về được con hát
Ở nhà ta bán cái con người mà nó thấy không chắc mình xàng quanh kia nếu không có mình sẽ quay lại đặt cái thức ở đây này. Đây có cái món dài dòng này mình cứ về không chết mình cho làm rừng rú đi to 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 không bị người ăn người ta ở đây thôi sao mà làm ăn được giờ là mình sẽ qua bên đó có không có lát nữa mình qua đây mình đọc cũng như thế này là mày đi xuống ngoài này. Cà phê vẫn ngồi với cà phê gì cà phê xin gì ông ta đổ nền bê tông luôn đẹp con quỷ đứng ngoài này chờ. Mỗi lại toàn nó cũng thành quẩy ngồi đây nè mẹ có một mối để mình lâu lâu có ai chủ cho còn ở đây không đâu người ta qua dọn nó mà hỏi là làm mà xịt cũng mũi rồi không có về được mà nó cắn chết mình thấy mà đẹp tiếng nhạc đài chứ giống như nhà trọ nhà nghỉ vậy. Giống như là nó quán cà phê vậy.
buôn bán không được, ông ù ăn quá. Bích cùng ở đây người ta chạy nha, đâu có thấy gì đâu mà sao buôn bán. Còn miếng là không này, thôi bây giờ chắc Lâm sẽ di chuyển hôm kia thì dọc ngoài điện bà có bao đi dọc ngoài con thấy rồi đây nó nhà nó ngồi nó nhà thì là làm sao này, sau này có cái toilet nữa. Không có gì đừng không một là ta đây phải sợ rắn rít rồi không mà hai nó là u ám có chuyện tâm linh gì đó quỷ gì đó trú ngụ đây đây là ở người nhận cho đó. Nãy giờ làm quay không có thấy, chắc là mình sẽ di chuyển qua bên kia mà đặt cái bàn thức coi có cái dân không nhỏ đó không sao kỹ rồi. Đi vào làm gì cũng sai đi anh đặt một cách nhà mà đi ngang cái xe làm lấy đồ mà giờ làm sẽ vào trong lại để đặt cái bàn nghi thức nhà mà bác ha. Ở đây được không ta? Thấy hết cái khung nhà luôn. Ok. Anh sẽ đặt này nó cái công nhà ok mình sẽ đặt ở đây. Có đem cái dĩa theo để trong cái hộp nè cầm trái cho to không à, năm trái nha. Nè là nhiều nhiều cũng được nhiều lúc không đây là có và có muốn làm gì ta lại giúp được mình khảo sát trước rồi đây mà nhớ cho Lâm một like một đăng ký ủng hộ kênh này tại nhà này tụi mình sức không
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Nam Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Hồi Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Các Nhân Viên Gia Chủ Thổ Thần Hộ Địa Các Chư Vị Thần ở đây, đặc biệt là các nhân viên đang trú ngụ trong nhà này, hãy dùng bánh thế, hãy dùng bánh ở trái cây nè cha, hãy được ấm no nha, có sức khỏe được thì lần sau có hữu duyên tôi sẽ lại giúp nha. Mình cắm ở đây nè, mình sẽ tạm đôi rồi à, có cái dòng dùng không nha. Như vậy nha.
Thì rồi đó ông bà bác ơi, ông đã đặt nghi thức nãy giờ rồi, trong cái nhà quan này biết có vong vong hồn nào đó là người phước mặt đổ ra để dùng cái phần lễ của Lâm đã gửi chưa, để Lâm về Lâm xem cái cạm này, nếu như xem cái cạm lại nếu mà có vong nào thì mốt Lâm sẽ trả lại và Lâm sẽ giúp họ nhưng mà bác nha. Vậy đi, tôi nãy giờ tìm không thấy nha mọi người. Rồi cảm ơn mà bác đã gọi nhảy kênh nha. Em coi cam lại mới thấy Lâm xin lại giúp nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh hộ. Nếu cho Lâm một like, một đăng ký kênh này tục được sức lắm rồi đó nha. Rồi cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha.